Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí hiện tại đang đứng thuộc khu vực xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị nằm trên mặt tiền đường nhựa chính quốc lộ 20. Lô đất có diện tích chiều ngang là 8m, sâu vào bên trong là 54m. Hiện trạng đã có sẵn 76m2 thổ cư. Đất của mình có ranh giới là từ sát cái ranh của cái khách sạn Bình Minh bên này sang phía bên này là 8m nha quý anh chị, và sâu phía bên trong là 54m. Nhược điểm hiện tại là đất đang thấp hơn mặt đường cái phần phía trước này, còn từ cái phần mà lộ giới á, tính đến với phần lộ giới thì gia chủ đã kè lại móng rồi nha quý anh chị. Hiện tại thì đang trồng quỳ nên mình nhìn không được rõ. Lát em sẽ đi xuống để cho anh chị xem. Hiện tại đang bị thấp hơn đường nha quý anh chị. Nếu mình làm mình phải nâng cấp cái phần móng lên, hoặc là mình làm khu vực tầng hầm. Mặt tiền của mình là mặt tiền đường nhựa chính tuyến quốc lộ 20. Di chuyển xuống khoảng tầm 300m là ngã ba xóm Trung, là điểm kết nối giao thoa giữa đường Thống Nhất và quốc lộ 20, tuyến di chuyển về trung tâm thị trấn Linh Nghĩa. Và theo hướng này mình sẽ di chuyển về trung tâm thị trấn Linh Nghĩa. Từ vị trí đất di chuyển lên sân bay Liên Khương theo hướng này là khoảng tầm 8km, và mình di chuyển về thành phố Đà Lạt khoảng cách là tầm 33km. Theo hướng này mình có thể về Sài Gòn, hoặc là mình tới giao với đường Thống Nhất, mình cũng có thể rẽ lại một hướng bên tay trái, di chuyển vào đường Thống Nhất để tiến về trung tâm của thị trấn Liên Nghĩa và các khu vực thôn của khu vực xã Phú Hội và khu công nghiệp Phú Hội nha quý anh chị. Và xung quanh đất đều có cơ sở kinh doanh buôn bán, kho bãi cho thuê và nhà hàng. Mình là ngay cạnh khu vực nhà nghỉ, khách sạn. Chiều ngang của mình là 8m, sâu ở bên trong là 54m. Hiện trạng thì đất đang thấp hơn đường. Nếu như anh chị mình sở hữu, mình sẽ phải nâng cấp cái phần mặt móng lên, cũng khoảng tầm 80 phân, 7 đến 80 phân nha quý anh chị, là mình sẽ bằng với cái phần mặt đường bên ngoài này. Tám mét nha quý anh chị. Bên cạnh là khách sạn, mình có thể làm một nhà hàng, hoặc là mình làm cái bãi gara, hoặc là cái kho, hoặc là cửa hàng vật tư nông nghiệp. Khu vực của mình là khu vực Đức Trọng, phát triển rất mạnh về khu vực về cái mảng nông nghiệp, bởi vì có chợ đầu mối xuất khẩu nông sản lớn nhất ở khu vực tỉnh Lâm Đồng. Đây, mặt hàng rau củ quả. Đất mình nằm trên cái mặt nhựa chính tuyến quốc lộ 20. Hiện trạng lộ giới của mình vô là 20m, và trừ hết tất cả lộ giới đi là mình còn tổng là 411m2. Còn cái diện tích thực tế mà mình đang được sử dụng á là nhiều hơn như quý anh chị. 8 nhân cho hơn 60. Tính tới gần đuôi so với khách sạn luôn nha quý anh chị. Mình dài tương đương như vậy. Phía dưới này cũng đều có cơ sở kinh doanh bán hết rồi. Nhà hàng, quán ăn. Nếu các anh chị nào mình quan tâm tới vị trí lô đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để dưới phần mô tả, để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.